quan đến bài ho ra máu, xử trí cấp cứu ho ra máu. Vậy thì cô sẽ xin đi vào cái nội dung dài hơn trước để cho chúng ta có nhiều thời gian để cho chúng ta cùng thảo luận, cùng trao đổi cho phần học nó rôm rả. Cô anh ạ. Rồi. Cô anh cho con xin. Giờ thì chúng ta chỉ vì cái vấn đề điểm danh chúng ta mất khá nhiều thời gian rồi. Vậy đột quỵ chúng ta sẽ học những vấn đề gì? Chúng ta sẽ xem khái niệm và bối cảnh chung về đột quỵ não ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam ra làm sao, khái niệm của nó như thế nào, phân loại đột quỵ não, chẩn đoán đột quỵ não, chiến lược xử trí đột quỵ não, những vấn đề cập nhật trong chẩn đoán và xử trí đột quỵ não và thực hành xử trí đột quỵ não tại tuyến cơ sở. Như vậy là chúng ta sẽ không những chỉ làm quen với những cái kiến thức truyền thống phổ thông mà chúng ta còn làm quen với những vấn đề cập nhật trong chẩn đoán cũng như là trong xử trí đột quỵ não. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem khái niệm về đột quỵ, định nghĩa đột quỵ là gì? Là khiếm khuyết thần kinh có tính chất khu trú, xảy ra một cách đột ngột, kéo dài trên 24 giờ hoặc tử vong trong vòng 24 giờ. Do tổn thương một phần tổ chức não, do tắc hoặc vỡ một mạch máu nuôi dưỡng tổ chức não. Biểu hiện ra bên ngoài bằng liệt nửa người, tê hoặc mất cảm giác nửa người, nói khó hoặc thất ngôn, có thể hôn mê, có thể mù đột ngột, và đặc biệt là không do chấn thương. Như vậy chúng ta dừng lại ở cái khái niệm đột quỵ não này, chúng ta đã thấy nó có một cái tính chất hết sức đặc biệt. Đó là gì? Đó là khiếm khuyết thần kinh có tính chất khu trú. Cô xin dừng lại đây để cùng các em trao đổi. Tại sao cô lại gọi là khiếm khuyết thần kinh có tính chất khu trú? Có ai giải thích được cho cô không? Cô là vì sẽ bị tổn thương ở một vùng nào đó, nó sẽ bị tổn thương ở một vùng nhất định, không phải là nó sẽ phải tổn thương toàn bộ cả não. À, nó tổn thương ở một vùng nhất định. Chú ở một vùng nhất định. À, rồi có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó ở một cái mạch máu nào đó nuôi dưỡng một vùng não nào đó. Có phải do em hiểu như vậy không? Vâng ạ. Nó như kiểu có tim cũng bị tổn thương ở một vùng. Đúng rồi, em đã hiểu đúng. Và chúng ta vẫn luôn luôn nhớ cho cô về cái khái niệm này. Nếu như mà khiếm khuyết thần kinh lại có tính chất lan tỏa, ví dụ bệnh nhân vào viện vì lại liệt hoàn toàn bộ toàn thân, cả hai chân, cả hai tay, hoặc là lại liệt hai chân, hoặc là liệt hai tay không, thì đấy không gọi là khiếm khuyết thần kinh có tính chất khu trú. Mà gì ạ? Khiếm khuyết thần kinh có tính chất khu trú là nó một bên bán cầu đại não, bên nào đó bị tổn thương thôi, do một nhánh vỡ hoặc là tắc một nhánh mạch máu nào đó ở trên não. Chính vì vậy, nó sẽ thể hiện ra bằng gì? Bằng một là rối loạn về vận động như là liệt, như là tê, bì hoặc là yếu, hoặc là rối loạn về cảm giác, rồi thì rối loạn về ngôn ngữ, rồi thì thậm chí có những trường hợp có thể hôn mê, mù đột ngột. Nhưng có những trường hợp gì ạ? Khiếm khuyết thần kinh nó hết sức kín đáo, người ta chỉ tê bì nhẹ nửa người thôi. Và thậm chí nếu như mà bệnh nhân không để ý cũng không phát hiện ra là mình có chuyện, mình có vấn đề bất thường trong cơ thể. À, chính vì vậy mà các em chú ý cho cô. Và một cái khái niệm nữa các em luôn nhớ cho cô đó là không do chấn thương. Các em nhớ chưa? Không do chấn thương. Còn nếu bệnh nhân bị gì ạ? Bị chấn thương sọ não kín chẳng hạn, rồi sau đó thì dẫn đến dập não, rồi thì liệt nửa người, thì đấy không gọi là đột quỵ nội khoa nữa. Vậy đột quỵ là gì ạ? Là khiếm khuyết thần kinh nội khoa. Em nhớ chưa? Và vì sao ta lại gọi là đột quỵ mà không gọi là tai biến mạch não? Là vì thế giới cũng như Việt Nam thống nhất với nhau rằng đột quỵ nó mang tính chất cấp tính hơn, nó mang tính chất đột ngột hơn, và nó mang tính chất là chúng ta phải cấp cứu kịp thời hơn. Thế như vậy chúng ta gọi là đột quỵ. Và bắt đầu từ những năm của cuối thế kỷ 20 thì chúng ta đã thay chữ tai biến mạch não bằng chữ đột quỵ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể gọi là tai biến mạch não được, mà trong dân gian thì thường là gọi là tai biến mạch não, chứ ít người gọi là đột quỵ. Về bối cảnh của đột quỵ não, chúng ta xem cái bức tranh về đột quỵ não trên thế giới cũng như ở Việt Nam ra làm sao. Đột quỵ não là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 sau các bệnh tim mạch và ung thư. Như vậy các em thấy rằng là đây là một nguyên nhân tử vong khá lớn chứ không phải là nhỏ nữa. Thứ hai nữa, nó là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế.
Các em biết rồi, đất nước chúng ta là đất nước mà trước đây trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, một cái sự tàn khốc rất là lớn. Bây giờ các em nghe thông tin, nghe thời sự hàng ngày, các em thấy rằng là chiến tranh ở gì Ukraine, các em cũng quan tâm. Thì cái chiến tranh Việt Nam chống Pháp và chống Mỹ nó tàn khốc hơn thế gấp nhiều lần, gấp nhiều ngàn lần. Và cái lượng mà những người bị thương vong, tử vong thì không nói làm gì, hy sinh thì không nói làm gì, nhưng những người còn may mắn mà sống sót được mà tàn phế rất lớn. Cho nên chúng ta cũng có những nhà thương binh, rồi thậm chí chúng ta có cả một bộ lao động thương binh và xã hội. Đó, cái tỷ lệ tử vong trong chiến tranh, do chiến tranh rất lớn. Nhưng ngày nay thì không như thế nữa. Ngày nay thì tử vong ra hàng đầu, gây ra tàn phế hàng đầu chính là đột quỵ não. Đó. Thế thì đi ngoài đường chúng ta gặp đây đó những người mà chân lết lết, lê lê, thế rồi thì phải chống gậy, hoặc những người phải ngồi xe lăn. Chúng ta phải nghĩ ngay rằng đây phải chăng bệnh nhân bị đột quỵ não và đã bị tàn phế do đột quỵ não gây ra. Và tỷ lệ tái phát lại cao nữa. À, chúng ta cũng sẽ nắm được điều này để chúng ta giáo dục bệnh nhân rằng bệnh nhân bị đột quỵ não dù nặng hay dù nhẹ thì không phải người ta chỉ bị một lần, mà người ta có thể bị rất nhiều, nhiều lần. Và vì sao vậy? Vì những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ nó đã tồn tại trong cơ thể người ta rất lâu rồi. Và nó sẽ còn tiếp tục tồn tại, nó tiếp tục gây ra những cái biến cố trong cơ thể con người chúng ta. Tôi nói ví dụ, một bệnh nhân bị tiểu đường thì nó không chỉ tổn thương một mạch máu chọn lọc nào đó, mà nó tổn thương lan tỏa toàn bộ hệ thống mạch máu trong cơ thể. Vậy thì lúc này có thể là tắc mạch ở chỗ này, nhưng lúc khác có thể tắc mạch ở chỗ khác. Hoặc là bệnh nhân tăng huyết áp. Tăng huyết áp nó tác động toàn thân, trong đó thì có rất nhiều các cái mạch máu ở trên não nó bị tổn thương, chứ không phải chỉ một mạch máu bị tổn thương. Chính vì vậy tỷ lệ tái phát là rất cao. Có khoảng 1/6 người khỏe mạnh có nguy cơ bị đột quỵ. Và tại Việt Nam chúng ta có khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm, cho nên rất cần có sự quan tâm thỏa đáng đến đột quỵ. Còn trên thế giới thì sao? Có hàng trăm nghìn người tử vong hàng năm vì đột quỵ, và người ta ước tính là cứ 45 giây trôi qua thì có một ca chết vì đột quỵ. Tại Việt Nam người ta cũng ước tính có 11.000 người tử vong vì đột quỵ, và đột quỵ ảnh hưởng đến 20% dân số. Đột quỵ ở tuổi trẻ gia tăng, có chiều hướng ngày càng trẻ hóa. Đây là một vấn đề hết sức là đáng lưu tâm. Bởi vì sao ạ? Nếu đột quỵ ở người cao tuổi, người ta cũng là hết sức lao động rồi, thì lúc đó gì ạ? Lúc đó không thành gánh nặng lớn như là đột quỵ ở tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi bắt đầu lao động, bắt đầu cống hiến và gánh vác công việc, cũng như là gánh vác gia đình, cũng như là gánh vác những trọng trách lớn trong xã hội. Vậy mà lại đột quỵ, lại tàn phế. Tử vong không tử vong nhưng mà lại tàn phế, thì đấy tạo thành gánh nặng rất lớn, không những cho bản thân, cho gia đình mà còn cho cả xã hội nữa. Và đột quỵ não có xu hướng nguy cơ trẻ hóa, khiến cho chúng ta phải cảnh giác một điều rằng ngay từ khi còn trẻ chúng ta đã phải phát hiện các cái yếu tố nào là yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ để chúng ta gì ạ? Để chúng ta có phương án điều trị và xử trí. Để chúng ta cùng nhau ôn lại cái hệ thống giải phẫu mạch máu não. Các em học rồi, đúng không ạ? Chúng ta có hệ thống mạch phía trước và hệ thống mạch phía sau, gọi là hệ sống nền. Hệ thống mạch phía trước tạo thành và hệ thống mạch phía sau kết nối với nhau ở tận cùng ở trong cái đa giác, gọi là đa giác Willis. Đây là một cái sự tuyệt vời của tạo hóa. Nó tạo ra một cái đa giác để làm gì ạ? Để mỗi khi một nhánh nào đó ở mạch máu nó có chuyện thì những mạch khác vẫn có thể máu đến để nuôi dưỡng và để gì ạ? Để cung cấp máu cho nó. Trừ khi mà những mạch khác cũng không đủ khả năng để cung cấp hoàn toàn thì lúc đó câu chuyện đột quỵ sẽ xảy ra. Và đây là một cái slide. Một cái slide tưởng chừng như mọi thứ này nó không liên quan nhưng nó rất liên quan đến nhỏ. Và cô đề nghị các em nắm thật chắc cái slide này. Chúng ta biết rằng nếu não chúng ta bỏ ra khỏi cái hộp sọ, nó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta vậy thôi. Bởi lẽ là nó chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể. Nhưng nó là một cái loại tế bào hết sức đặc biệt, nhạy, nhạy cảm và tinh tế. Và đặc biệt là một cái loại tế bào, cô coi nó là tế bào đồng đảnh hết sức. Bởi vì sao ạ? Nó không chịu tích lũy gì cả. Dự trữ đường của nó chỉ được 2 phút là hết và không có một chút nào dự trữ oxy.
nó tuy chiếm chỉ có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó lại gì, nó lại tải tới 15% cái cung lượng của tim. Nó tiêu tốn 25% lượng glucose của cơ thể, nó tiêu 20% lượng oxy của cơ thể. Như vậy các em thấy rằng là không có sự song hành giữa trọng lượng của nó với mức độ mà nó đáng được tiêu thụ. Lẽ ra nó chiếm 2% trọng lượng cơ thể thì nó chỉ tiêu hao 2% oxy, 2% glucose chứ, nhưng mà nó tiêu gấp gấp 10 lần hơn thế. Chính vì vậy giải thích được một điều rằng tại sao vậy, tại sao mà khi mỗi khi bệnh nhân bị suy hô hấp, bệnh nhân bị thiếu oxy hoặc là những bệnh nhân hạ đường huyết là xuất hiện các dấu hiệu thần kinh ngay lập tức, bệnh nhân là lơ mơ ngay lập tức, thậm chí đi vào hôn mê luôn. Là vì gì? Là vì nó không có dự trữ. Khi mà chẳng may một bệnh nhân hạ đường huyết thì cái tế bào đầu tiên bị thiếu chính là tế bào não. Nó thiếu một cách trầm trọng và bởi vì nhu cầu của nó rất là lớn, mà nó lại hoàn toàn dựa vào nguồn cung, cho nên khi nguồn cung mà giảm xuống cái là nó bị ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức. Và lúc đó thì tế bào não tạm thời mất chức năng nhưng chưa gì, chưa chưa chết tế bào. Cũng tương tự như vậy với cái việc cung cấp oxy cho nó. Và người ta ước tính rằng là tế bào não được nuôi dưỡng bởi cái dòng lưu lượng máu là 50 đến 60 ml cho 100 gram chất não trong 1 phút. Trong đó chất xám thì tiêu xài nhiều hơn 80 ml, chất trắng tiêu xài 20 đến 30 ml. Đấy, thì cái slide này cho chúng ta thấy rằng là lý do vì sao chúng ta phải tranh chấp với thời gian để chúng ta cứu những tổ chức não nếu chẳng may chúng nó bị tổn thương, bị diệt, bị thiếu oxy, bị thiếu thiếu glucose đến nuôi dưỡng thì phải sớm mà cấp cứu, nếu không thì bệnh nhân nếu có thể cứu được tính mạng nhưng lại không gì, không cứu được cái não thì lúc đó đời sống chỉ là thực vật mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ phải nhanh chóng để cứu cái não. Và điều này giải thích vì sao mà trong cấp cứu ngừng tuần hoàn chúng ta chỉ có đến 4 đến 5 phút để chúng ta đánh giá tình trạng ngừng tuần hoàn, và sau đó chúng ta phải bắt tay ngay vào để chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn. Và đây chúng ta sang đến vấn đề thứ hai. Ml cho 100 g chất não trong 1 phút. Đây này, cô ghi ở cái dòng trên cùng 50 ml cho 100 g chất não trong 1 phút đây này. 80 ml cho 100 g chất não trong 1 phút, chất trắng là 20 ml cho 100 g chất não trong 1 phút. Và tính trung bình ra não tiêu thụ là 50 đến 60 ml cho 100 g chất não trong 1 phút. Rồi chúng ta phân loại đột quỵ não. Chung quy chỉ có hai loại đột quỵ mà thôi. Loại thứ nhất là vì một lý do nào đấy mà một mạch nào máu nào đó ở trên não bị vỡ ra, ví dụ do huyết áp tăng cao quá, ví dụ do phình mạch não lớn quá, hoặc do thoái hóa mạch máu não dạng bột ở người cao tuổi, hoặc do đái tháo đường làm tổn thương mạch máu não, làm xung yếu mạch máu não. Và cái chỗ xung yếu thường là những chỗ chia chia nhánh, hoặc những chỗ chạc ba, hoặc những chỗ gấp khúc. Và đây người ta gì ạ, phóng to cái phần tổn thương ra thì một lý do nào đấy mà mạch máu đó vỡ ra thì lượng máu thoát ra ngoài ngoài thành mạch, và lúc đó nó sẽ gì ạ, tập trung lại, nó sẽ tạo thành một cái khối máu tụ ở trong não của bệnh nhân. Và khi tạo thành khối máu tụ rõ ràng là nó chèn ép vào các cái nhu mô não ở bên cạnh cái đường đi của động mạch não đó, thì lúc đó não chèn ép là chính, não bị chèn ép là chính. May mắn thay là cái bệnh cảnh xuất huyết não nó chỉ chiếm khoảng 20% trong đột quỵ não mà thôi, còn phần còn lại chính là nhồi máu não. Như vậy các em nhớ cho cô, đột quỵ não có hai loại là xuất huyết não và nhồi máu não. Nhồi máu não bản chất là gì? Là không phải vỡ mạch máu não như thế này nữa, mà là một mạch máu nào đó ở trên não vì lý do trên nền tảng xơ vữa, đây phóng to ra các em nhìn, trên nền tảng xơ vữa. Rồi thì khi mà dòng chảy nó qua đây nó bị thay đổi dòng chảy qua chỗ hẹp, nó sẽ kích thích cái cơ chế tạo thành cục máu đông, mà một lúc nào đấy nó tạo thành cục máu đông bít tắc được cái đường đi của mạch máu, thì cái mạch máu này bị tắc lại. Và khi mạch máu này tắc lại thì toàn bộ cái phần não mà do mạch máu này cung cấp nuôi dưỡng, phần não đó sẽ bị tạm thời mất chức năng. Và nó mất chức năng đến bao giờ? Nó mất vĩnh viễn nếu chúng ta không tái thông lại mạch máu não.
Và chỉ khi nào chúng ta tái thông được mạch máu thì mới có thể cứu được cái vùng não này. Và những cái vùng não cần cứu là những vùng não như thế nào, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp. Ngay khi xảy ra cái dấu hiệu của nhồi máu não, tức là một nhánh mạch máu bị một cục ấy, cái cục huyết khối đây nó tắc một đoạn đây, thì sẽ có hai cái vùng. Một vùng là vùng lõi của thiếu máu, là gì ạ? Là cái vùng này ngay lập tức mất hoàn toàn nuôi dưỡng, mất hoàn toàn cung cấp oxy cũng như là đường gluco, tóm lại là không có lưu lượng dòng chảy ở cái vùng này, hoặc là lưu lượng rất thấp. Thế còn một vùng ở xung quanh nó là cái vùng tạm thời thiếu máu. Và tất cả mọi sự cố gắng của thầy thuốc chúng ta không phải là để cứu được cái vùng này, bởi vì cái vùng này ngay khi xảy ra nhồi máu não là nó mất hoàn toàn chức năng rồi. Thế thì cái vùng còn lại là vùng người ta gọi là tranh tối, tranh sáng, hay còn gọi là vùng dở chết dở sống, hay còn gọi là vùng penumbra, là cái vùng này đây mà mọi sự nỗ lực của thầy thuốc, của ngành y tế, của gì, của chuyên ngành đột quỵ trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chúng ta sẽ tập trung vào cứu cái vùng thiếu máu tạm thời này. Đấy. Vì sao phải thế? Vì đây, nếu như chúng ta cắt dọc một cái tổ chức não mà bị nhồi máu não, thì cái phần lõi thiếu máu là cái phần màu tím sẫm này. Đây là cái vùng mà lưu lượng tới máu não rất thấp, khoảng dưới 15 ml trong 100 g chất não trong 1 phút. Thì đây là vùng 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 gọi là vùng thiếu máu, lõi thiếu máu khá nặng nề. Tiếp theo là đến cái vùng tím nhạt hơn. Đó, tím nhạt hơn là bắt đầu vùng có thiếu máu, nhưng mà thiếu máu vừa phải, vừa phải, tới máu không, hoàn toàn không gì, không bình thường. Tiếp theo là cái vùng diện vùng bên ngoài nữa là tới máu tốt hơn một chút, với lưu lượng là 20 đến 25 ml trong 100 g chất não trong 1 phút. Vì sao nó tới máu tốt hơn? Là vì có tuần hoàn bàng hệ của các nhánh nơi khác nó đến vào đến vùng đó, nó nuôi dưỡng cái chỗ đó. Và đến bên ngoài cùng là cái vùng tạm thời bắt đầu ở thiếu máu, là lưu lượng khoảng 30 ml trong 100 g chất não 1 phút. Còn vùng ngoài cùng là vùng không thiếu máu, là vùng từ 50 đến 60 ml trong 100 g chất não trong 1 phút. Vậy thì chúng ta đang tập trung vào đâu? Chúng ta đang tập trung vào cái mũi tên đen này, tức là chúng ta đang cứu cái vùng tranh tối tranh sáng này, cái vùng penumbra này. Để làm sao ạ? Nó chỉ tạm thời mất chức năng, nhưng nếu tái thông lại thì cái vùng này được tưới máu trở lại thì nó sẽ không bị chết tế bào. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, cái vùng lõi thiếu máu này nó lại lan rộng thêm một chút nếu như không được tái thông mạch máu. Và cái lõi này càng ngày càng lan rộng, và cuối cùng chúng ta mất vùng penumbra, mất hoàn toàn, bởi vì toàn bộ cái vùng này nó đã thành vùng gì, vùng tổn thương vĩnh viễn. Vậy thì thầy thuốc phải làm gì đây? Thời gian chính là não, time is brain, thời gian chính là não, là ở đây đây. Chúng ta tranh chấp từng giây từng phút một. Bởi vì sao? Nếu như ước tính có khoảng 100 tỷ neuron và 100.000 tỷ synapse trong não người, thì chúng ta biết rằng mỗi phút trôi qua đột quỵ mà không được điều trị, thì người bệnh mất trung bình là 1,9 triệu neuron thần kinh, 13,9 tỷ synapse thần kinh. Và cứ mỗi giờ mà người bệnh không được tiếp cận với điều trị, thì não mất cái số lượng neuron giống như con đời người ta mất 3,6 năm đời người. Như vậy để chúng ta thấy rằng là cứ mỗi phút trôi qua như vậy, chúng ta chậm 1 phút, chúng ta mất 1,9 triệu neuron thần kinh, 13,8 tỷ synapse thần kinh. Và cứ như thế, nếu chúng ta chậm nhiều mất nhiều, chậm nhiều mất nhiều, giờ cuối cùng chúng ta sẽ chậm gì? Chúng ta sẽ mất hẳn cái vùng penumbra, đấy là nhồi máu não. Bây giờ cô sang đến phần xuất huyết não. Xuất huyết não bản chất của nó là gì? Là có thể chảy máu ra ở một cái mạch máu nào đó, ví dụ ở cái vùng túi phình. Nếu như ở túi phình vùng dưới nhện, chúng ta gọi là xuất huyết vùng dưới nhện. Nếu túi phình ở đây nó vỡ ra, máu nó sẽ chảy vào các cái rãnh cuộn não. Và khi máu chảy vào các rãnh cuộn não, gọi là bệnh cảnh của xuất huyết dưới nhện. Đây là một trong những bệnh cảnh xuất huyết não tương đối nặng nề và có nhiều biến chứng về giai đoạn sau. Vậy điều gì xảy ra khi bị xuất huyết não? Một, chắc chắn rồi, khi một tổ chức não sẽ mà nó bị mạch máu não nó bị vỡ ra, một số lượng lớn máu nó sẽ tràn ra khỏi mạch máu, nó tích tụ lại mà thành thành một cái gì ạ? Một cái khối máu tụ. Khối máu tụ nó sẽ chèn ép vào các nhu mô não, nó sẽ chèn vào các nhu mô não. Như vậy các nhu mô não mặc dù vẫn được mạch máu đến nuôi dưỡng, nhưng do cái sự chèn ép mà nó cũng tạm thời mất chức năng. Cho nên người bệnh cho dù có xuất huyết não thì cũng vẫn gì, vẫn có liệt như thường.
Đó. Cái thứ hai là tăng áp lực nội sọ. Vì sao bệnh nhân xuất huyết não lại tăng áp lực nội sọ nhanh và ngay những giờ đầu như vậy? Có ai giải thích được cho cô? Cô là vì khi mà cái máu ở cái máu ở trong mạch bị vỡ ra ấy, thì nó sẽ tràn ra toàn bộ vào não ấy, và nó chèn ép cái bộ não sẽ bị nhỏ lại, với lại sẽ tăng áp lực ở bên trong sọ. Lý do vì sao nó lại lại tăng được áp lực nội sọ? Lý do là cái lượng máu nó thoát ra, và cái hộp sọ này thì nó chỉ chứa được ở một cái không gian nhất định. Khi mà nó thoát ra thì sẽ làm tăng cái áp lực ở bên trong này. À, cảm ơn. À, bạn đã trả lời khá là đúng và có điều là em chưa giải thích được một cách tường tận thôi, nhưng về cơ bản là em hiểu vấn đề và em đã nói được là gì. Chúng ta hình dung não, cái sọ, hộp sọ của chúng ta là một hộp hộp cứng và không có tính chất đàn hồi một chút nào cả, và vốn dĩ nó chứa vừa đủ bán cầu đại não, nó chứa vừa đủ các cái tổ chức trong, thì tổ chức đại não rồi thì tiểu não rồi thì các cái hệ thống mạch máu chảy trong nó là một cái hệ thống tuần hoàn khép kín và gì ạ, và nó không có một cái khối nào trả chỗ thêm cả. Bây giờ tự nhiên lại một cái lượng máu lớn chảy ra khỏi lòng mạch và nó chèn ép vào nhu mô não. Thế thì có phải là nó ép dẹp cái nhu mô não lại không đâu, nó sẽ làm choáng chỗ, nó sẽ làm tăng cái thể tích vốn vốn đã giới hạn bởi bởi cái hộp sọ cứng như vậy rồi. Thế cho nên là khi bất cứ một cái lượng máu tụ nào ra nó cũng sẽ có nguy cơ làm tăng áp lực nội sọ, và tùy theo cái lượng máu trào ra nhiều hay ít và nó ép ở cái khu vực nào mà áp lực nội sọ của người ta sẽ tăng nhiều hay tăng ít. Có những trường hợp tăng nguy kịch mà thậm chí dẫn bệnh nhân đến tử vong ngay lập tức, nhưng cũng có những trường hợp thì bệnh nhân chỉ bị xuất huyết nhẹ nhẹ, hoặc may mắn hơn có những trường hợp mà lại xuất huyết nhưng mà lại xuất huyết vào não thất. Thì sao, có chuyện gì xảy ra? Xuất huyết vào não thất thì nó sẽ gì, có đường dẫn lưu, dẫn lưu là qua cống sinh dịch rồi nó đi xuống phía dưới và nó bị thoái triển. Như vậy chúng ta hiểu rằng là tăng áp lực nội sọ là điều khó có thể tránh khi bệnh nhân xảy ra xuất huyết não, nhưng tùy mức độ xuất huyết lớn hay là xuất huyết nhỏ mà có tăng áp lực nội sọ nó cao hay là nó ít thôi, thậm chí nó mơ hồ thôi. Tình huống nữa là tắc dẫn lưu não thất, như cô vừa lúc nãy nói là nếu bệnh nhân xuất huyết vào trong các cái não thất như là não thất 3, não thất 4 rồi thì cái cục máu đông nó trôi xuống cái cống sinh dịch, nó gây ra lấp cái cống đó thì không có đường dẫn lưu dịch não thủy đi xuống dưới, như vậy là sẽ làm cho diệt não úng thủy. Và não úng thủy cũng là một trong những vấn đề gây tăng áp lực nội sọ rất lớn và dẫn đến cái tử vong cho bệnh nhân. Tiếp theo đó là co mạch não thứ phát. Hiện nay người ta chưa giải thích được nhiều cái cơ chế vì sao sau xuất huyết dưới nhện bệnh nhân lại có thể bị co mạch não thứ phát, nhưng về cơ bản người ta thiên về cái cơ chế rằng khi mà não bị tổn thương nó sẽ giải phóng ra những cái chất trung gian hóa học làm gì, làm co thắt mạch máu não. Tiếp theo là rối loạn natri trong máu. Những bệnh nhân có gì ạ, có co thắt có xuất huyết não đôi khi xuất hiện đái tháo nhạt do tổn thương não. Rồi tiếp theo là rối loạn các chức năng sống và cuối cùng là tử vong. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào xuất huyết não cũng tử vong, mà tùy gì, tùy mức độ xuất huyết, thứ hai là chuyển tùy vị trí của xuất huyết nữa mà bệnh nhân đấy biểu hiện ra bằng các triệu chứng thần kinh nhẹ hay là nặng, hoàn toàn do điều kiện chèn ép ở trong nhu mô não và cái việc nó đã dừng chảy máu hay chưa dừng chảy máu. Vậy những dấu hiệu nào ở trên lâm sàng gợi ý bệnh nhân đột quỵ não? Các em sẽ đối diện với việc là các em sẽ tiếp cận bệnh nhân ban đầu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp cận những tình huống sau đây. Một là những bệnh nhân đến vì họ bảo đột ngột họ thấy tê hoặc là yếu hoặc là liệt nửa người. Ví dụ họ đến, người nhà đưa đến nói rằng là ông nhà tôi sáng dậy vẫn bình thường, đang ngồi ăn thì tự nhiên thấy rơi đũa rơi bát xuống, rồi sau đó thấy
nửa mặt bên này bị méo, nửa người bên này cũng bị liệt. Như vậy là gì ạ? Như vậy là liệt nửa người. Hoặc những có những bệnh nhân họ tự đi đến bệnh viện, họ nói rằng từ hôm qua đến giờ tôi thấy đau đầu và tôi thấy tê tê một cái tay phải và cái chân phải này. Đấy là những dấu hiệu gì? Đột ngột dấu hiệu thần kinh khu trú mà chúng ta phải chú ý. Đấy là một trong bệnh cảnh lâm sàng. Bệnh cảnh thứ hai là bệnh nhân có thể là rối loạn ý thức và thậm chí là hôn mê. Bệnh cảnh thứ ba là bệnh cảnh mà đôi khi bệnh nhân chỉ có rối loạn cái vùng ngôn ngữ mà thôi, ví dụ như là vùng vocal hoặc là rhetoric, làm cho bệnh nhân thất ngôn hoặc là rối loạn khả năng nói hay là hiểu lời nói. Thứ tư là một đột ngột rối loạn thị giác ở một hay hai mắt. Như vậy những trường hợp mà tự nhiên đột ngột thấy thoáng qua mù một bên mắt đột ngột, mà nếu như thời gian nó lại kéo dài trên 1 giờ thì phải coi đấy là một trong những dấu hiệu dẫn đến đột quỵ não rồi. Và tiếp tiếp nữa là đôi khi bệnh nhân đến vì đột ngột mất khả năng thăng bằng và phối hợp động tác. Vậy thì cái mất khả năng thăng bằng và phối hợp động tác nó thường tổn thương cái vùng nào ở trên não, các em có biết không? Vùng nào nhỉ? Tiểu não đúng không? Đúng rồi, vùng tiểu não. Hoặc có những bệnh nhân thì đến viện vì một cơn đau đầu dữ dội, nôn mà không rõ nguyên nhân gì cả, cũng gợi ý đột quỵ não. Đấy, đây là những dấu hiệu gì? Gợi ý, hoặc đây cũng chính là những dấu hiệu lâm sàng của đột quỵ não mà chúng ta sẽ khám. Và khám các cái dấu hiệu thần kinh khu trú thì các em đã có một cái bài riêng về khám thần dấu hiệu thần kinh khu trú rồi. Và các em nhìn ở đây, đây là một cái poster ở đất nước phát triển như đất nước Mỹ, thì người ta gì ạ? Người ta có những cái poster để làm cho người dân người ta nhận biết rất sớm đột quỵ não. Bởi như các em đã biết, mỗi phút trôi qua 1,9 triệu neuron thần kinh nó mất. Cho nên là người ta thấy rằng là rất cần phải gì ạ? Phải giáo dục cho bệnh nhân, giáo dục cho người dân biết nhận biết thật sớm các dấu hiệu của đột quỵ. Đấy. Thế thì người ta có cái gì ạ? Có cái chữ FAST này. Chữ phát này F là gì? Là face. Là gì ạ? Bệnh nhân gì ạ? Mất cân bằng của mặt. Mà đặc biệt khi chúng ta nói bệnh nhân cười thì cái sự mất cân bằng đấy nó càng càng rõ hơn. Thì đấy là face. Thứ hai là arm. Arm là gì ạ? Là một cái cánh tay nó không giơ lên được hoặc nó giơ không bằng tay bên kia. Nó chập chà chập chờn. Nó không thể nào giữ nguyên được. Thì đấy là yếu hoặc là liệt tay. Thứ ba là speech. Tức là bệnh nhân gì? Nói. Là bệnh nhân nói không? Không lưu loát. Hoặc là gì ạ? Chúng ta nói bệnh nhân nhắc lại một số các cái từ đơn giản, nếu bệnh nhân mà không nhắc được hoặc là bệnh nhân nói không lưu loát thì chúng ta cũng cũng phải nghi ngờ đấy là dấu hiệu của đột quỵ. Và nếu như khi chúng ta thấy xuất hiện một trong các cái dấu hiệu này, bất cứ một dấu hiệu nào trong các dấu hiệu này, thì khâu đầu tiên quan trọng nhất chính là chúng ta gì? Chúng ta gọi cấp cứu. Ở nước ngoài là 119, 111, một, còn chúng ta là 115. Và chúng ta đừng quên là gọi ngay lập tức, bởi vì chúng ta biết rằng là cấp cứu đột quỵ não là một cấp cứu tối khẩn cấp. Để chẩn đoán đột quỵ, chúng ta dựa vào đâu? Một là lâm sàng như các dấu hiệu cô vừa mới nói với các em. Đó là các dấu hiệu gợi ý đột quỵ, các dấu hiệu mà chúng ta khám, chúng ta nghi ngờ đột quỵ, các dấu hiệu thần kinh khu trú, có tính chất khu trú một bên bên nửa người hoặc là một nửa mặt, hoặc là mắt, hoặc là ngôn ngữ. Về cận lâm sàng thì chẩn đoán hình ảnh chính là gì? Chính là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định, bao gồm chụp CT scan sọ não hoặc chụp MRI sọ não. Và không phải nó chỉ là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định, mà nó còn giúp chẩn đoán phân loại đột quỵ là loại xuất huyết não hay là nhồi máu não. Nếu như một bệnh nhân đến với chúng ta ngay ban đầu, ngay những giờ đầu tiên bệnh nhân thấy tê yếu nửa người cái, bệnh nhân đến với phòng khám hoặc là đến bệnh viện khám ngay, gặp bác sĩ chúng ta ngồi trực. Thế thì bệnh nhân khai là tôi thấy yếu yếu nửa người và tôi đi không vững nữa, người nhà đưa đến. Thế thì chúng ta sẽ khám gì? Chúng ta sẽ khám thực sự xem bệnh nhân có phải là có đúng dấu hiệu thần kinh khu trú là yếu nửa người cùng bên hay không? Yếu nửa người, ví dụ cả tay, cả chân bên phải. Nếu như chúng ta xác định được rằng tê hoặc yếu nửa người như thế thì gì ạ? Chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi chụp CT scan sọ não ngay lập tức.
Và trên phim CT scan sọ não, ngay những giờ phút đầu tiên, nếu như chúng ta bị xuất, nếu như bệnh nhân bị xuất huyết não thì sẽ có hình ảnh ngay lập tức, ngay những giờ phút đầu tiên. Còn nếu như không có hình ảnh trên phim CT scan, chúng ta cũng không loại trừ được nhồi máu não. Đó, chỗ này cô giảng rất chậm và cô mong là các em tư duy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tại sao trên não cũng có mạch máu chạy đấy. Thế mà tại sao mà bình thường khi chụp CT thì không thấy hình ảnh của khối máu tụ, mặc dù máu vẫn chảy ở trên não, nhưng khi mà máu có xuất huyết não cái, chụp CT là phát hiện ngay. Bất kể thời điểm nào chúng ta cũng nhìn thấy ngay hình ảnh của xuất huyết não. Tại sao vậy? Em nào giải thích cho cô? Phải là do máu nó quá nhiều và nó che phủ hết toàn bộ não. Khi mà chụp lên thì mình chỉ nhìn thấy những cái vùng, cái vùng nó không rõ ranh giới, không nhìn rõ được các cái nhu mô não nữa. Không, đôi khi chỉ cần nó nhỏ như cái hạt ngô thôi chúng ta cũng nhìn thấy, không cần phải máu quá nhiều. Chúng ta vẫn thấy tổ chức nhu mô não bình thường, chúng ta lại thấy một chỗ nó có gì, nó có đột quỵ não, nó có hình ảnh của xuất huyết não. Là vì các em biết rằng là khi máu còn chảy trong lòng mạch thì đó là một cái tổ chức gọi là một chất lỏng, đúng không ạ? Nhưng khi nó ra khỏi thành mạch thì nó sẽ gì? Nó trở thành gì? Nó ra khỏi thành mạch thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đông máu. Đúng rồi. Nó sẽ đông máu. Và cái đậm độ gì? Đậm độ cảm quang nó sẽ khác đi rất nhiều. Cái đơn vị Hertzfeld nó khác đi rất nhiều. Và chính vì vậy mà khi mà chụp CT ngay những phút đầu tiên chúng ta sẽ có thể chẩn đoán được xuất huyết não ngay. Thế thì trong một số các tình huống chụp CT scan sọ não trong những phút đầu tiên chúng ta lại không thấy hình ảnh tổn thương. Và trong trường hợp này chúng ta không được phép loại trừ nhồi máu não. Vì sao vậy? Ai giải thích được cho cô? Có thể là cơn nhồi máu não tháng qua của nó tạm biệt tháng qua là do nó bị hẹp một cái mạch não, nó tắc và nó có thể ứ lại máu thời gian và sau đó nó đã thông rồi. Khi chụp thì sẽ không nhìn thấy tổn thương. Cơn tháng thiếu máu não thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có tổn thương. Nhưng trong trường hợp này cô đang nói nhồi máu não thực sự trong những giai đoạn đầu tiên chụp không thấy hình ảnh tổn thương trên phim. Không phải cơn tháng thiếu máu não nữa mà nhồi máu não thực sự. 4 đến 5 tiếng sau chụp thì chắc chắn nhìn thấy tổn thương rất rõ. Có thể là trong những giờ đầu tiên ấy, thì nó mới chỉ tổn thương ở cái phần lõi thì sẽ hơi khó nhìn, chưa tổn thương ở cái vùng bên ngoài, đúng không? Cũng chưa đúng. Có ai có cái giải thích khác nào nữa không nào? Đương nhiên là nếu chụp MRI sọ não thì chúng ta sẽ thấy ngay, bởi vì chúng ta sử dụng những cái xung khác nhau để chúng ta phát hiện tế bào não nó thay đổi. Khi nó không được tưới máu nó sẽ thay đổi ngay lập tức như thế nào. Nhưng trên phim CT scan, tức là CT scan là dùng gì? Dùng các cái tia X. Còn MRI tức là cộng hưởng từ, sử dụng từ trường. Thế thì sao gì ạ? Trong những giờ phút đầu tiên của nhồi máu não, tế bào não nó tạm thời mất chức năng. Nhưng nó đã chết tế bào chưa? Nó chưa chết tế bào. Do vậy mà đậm độ của nó chưa thay đổi. Nhưng mà độ khoảng 3-4 tiếng sau mà không được tái tưới máu, không được nuôi dưỡng, nó sẽ chết tế bào. Và lúc đó gì ạ?
chết tế bào rồi thì tế bào nó sẽ thay đổi cái đậm độ của nó, và nó sẽ gì ạ? Nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có hình ảnh cảm quan. Alo, tôi đang bận. Như vậy là để giải thích cho các em vì sao mà ngay những giờ phút đầu tiên nếu chụp lên, chúng ta chỉ có thể loại trừ rằng đây có phải là xuất huyết não hay không. Thế nếu mà không xuất huyết não thì cái còn lại chính là nhồi máu não. Như vậy, chẩn đoán nhồi máu não trong những giờ phút đầu tiên đối với CT scan là chẩn đoán loại trừ. Khi ta loại trừ có dấu hiệu lâm sàng của đột quỵ não rồi, chúng ta chụp CT mà không phải xuất huyết não thì chúng ta nghi ngờ là nhồi máu não. Nhưng mà nếu mà chụp MRI thì chúng ta sẽ phát hiện sớm hơn nhiều. Thì sau này khi các em học về chẩn đoán hình ảnh, các em sẽ biết được. Ngoài các cái xét nghiệm về tiêu chuẩn vàng này ra, chúng ta còn làm các cái cận lâm sàng, ví dụ xét nghiệm siêu âm, chụp X quang để tìm các cái dấu hiệu là biểu hiện của bệnh nền và nguyên nhân của đột quỵ não. Ví dụ tăng huyết áp. Siêu âm chúng ta sẽ thấy gì? Siêu âm tim chúng ta sẽ thấy thất trái giãn, thất trái phi đại đồng tâm. Ví dụ như vậy. Và chụp X quang chúng ta sẽ thấy thất trái giãn trên phim X quang. Thế còn gì ạ? Nếu như mà bệnh nhân bị đái tháo đường, xét nghiệm chúng ta sẽ tìm được là bệnh nhân đấy bị đái tháo đường hay là bệnh nhân đấy bị suy thận tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ não, vân vân. Rất nhiều các cái xét nghiệm cần làm để thể hiện rằng bệnh nền là nguyên nhân của đột quỵ não. Một trong những các cái bệnh cảnh nữa đó là rối loạn chuyển hóa lipid, một trong những các cái bệnh mỡ máu cao mà chúng ta không bao giờ để ý. Và khi để ý đến thì nó đã lắng đọng thành các cái mảng xơ vữa rất lớn ở tất cả các nơi trong cơ thể chúng ta rồi. Một ngày nào đó nó sẽ dẫn đến cái hậu quả khôn lường, đó là các mạch lạc. Ở đây, các em nhìn thấy CT scan nhồi máu não. Một cái phim mà các em thấy tổn thương ở vùng nào? Tổn thương ở bên trái hay ở bên phải? Bên phải. Đúng rồi. Một cái tổn thương rất lớn, các em nhìn thấy đây, đậm độ echo của nó, đậm độ cảm quan của nó gì, nó sẽ giảm hẳn đi rồi. Và cái tổ chức não này đang phù não rồi. Chúng ta thấy mất hoàn toàn các gì, các rãnh cuộn não, không còn các rãnh cuộn não như ở bên này nữa. Ranh giới giữa chất trắng và chất xám cũng giảm đi rất nhiều. Và đây toàn bộ cái não bên này đã bị phù não, bị phù tế bào và bị hoại tử do diện do tách hoàn toàn động mạch não giữa, nuôi toàn bộ cái bán cầu đại não bên này. Đấy, như vậy mà để có được cái phim như thế này chúng ta không thể bắt gặp được ở những phút đầu tiên, bởi lẽ là CT nó sẽ chưa phát hiện được cái thay đổi đậm độ như thế này. Còn đây là hình ảnh CT của xuất huyết não, em thấy đấy, dù là bằng hạt đỗ thôi, bằng hạt ngô thôi, hoặc là lớn hơn chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Và xuất huyết ở bất kể chỗ nào trong não, chứ không phải chỉ là xuất huyết ở dưới nhện đâu ạ. Ở bất kể tổ chức nào trong não, và xuất huyết ở chỗ nào thì nó chèn ép nhồi máu não ở chỗ đó. Ở đây mới chính là hình ảnh xuất huyết dưới nhện mà lúc nãy cô đã chiếu cái phình mạch não đấy. Thường phình mạch não gì ở khu vực dưới nhện nó sẽ gì ạ? Vỡ ra và các cái máu nó sẽ lan len lỏi vào các cái rãnh cuộn não như thế này. Thì đây gọi là xuất huyết dưới nhện. Và xuất huyết dưới nhện này là một trong bệnh cảnh xuất huyết não rất nặng nề, bởi vì nó có gì ạ? Nó có nhiều biến chứng về giai đoạn sau. Ở đây, nếu như chúng ta chụp MRI là chụp cộng hưởng từ, thì chúng ta sẽ có được những hình ảnh rất là sớm của nhồi máu não ngay ở các cái xung mà người ta sẽ các cái thầy thuốc cận lâm sàng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, người ta sẽ sử dụng rất nhiều các cái xung khác nhau để mà diện, để mà khẳng định xem là bệnh nhân bị nhồi máu não hay xuất huyết não này, và cái vùng còn được nuôi dưỡng là bao nhiêu này. Nhưng vì sao cô lại không nhắc nhiều đến vai trò của MRI não trong cấp cứu đột quỵ não, có ai biết không? Không phải là thời gian chuẩn đoán luôn. Cô ơi, cháu đang giảng bài, tí cháu gọi lại ạ. Đang Em vừa nói ra sao? Thì em nghĩ là liên quan đến thời gian chẩn đoán, với cả không phải cơ sở nào cũng có máy chụp cộng hưởng từ.
Đúng rồi, cái thời gian chẩn đoán rất quyết định. Một cái MRI sọ não chúng ta phải mất đến 30 phút là ít. Như vậy thì cái thời gian đấy là thời gian vàng, là thời gian mà nếu CT sọ não đưa vào một cái quẹt một cái là cắt 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 cắt, thậm chí là cắt đến 128 lát nó cũng chỉ một đường đưa vào là xong thôi. Thế mà rồi mà MRI thì chúng ta sẽ phải chờ rất là lâu mới có kết quả, và đấy chính là một trong những rào cản làm cho chúng ta gì ạ, không thể chụp MRI ngay khi giai đoạn đầu được, mà chúng ta chỉ cần CT sọ não loại trừ xuất huyết não, có nghĩa là còn lại là nhồi máu não, và nhồi máu não đấy chúng ta sẽ bắt đầu khởi động dây chuyền để gì, để gọi là xử trí đột quỵ. Đây là hình ảnh túi phình mạch não trên chụp mạch số hóa xóa nền, các em thấy đấy. Các em thấy rằng là bệnh nhân vốn có một cái túi phình như thế này, vì một lý do nào đấy như là huyết áp tăng lên, hoặc là một cái lý do nào đấy làm cho mạch phình mạch não này nó bị xung yếu, nó sẽ vỡ cái túi phình này ra, và lúc đó bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt chèn ép vào các tổ chức não bên cạnh. Vậy việc của thầy thuốc là gì? Phát hiện sớm bệnh nhân có túi phình để gì? Để loại cái túi phình này ra khỏi cái đường lưu thông của tuần hoàn não. À, chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là ở trong dân số bình thường của chúng ta có khoảng 5% là chúng ta có túi phình ở trên não. Chỉ có điều là nó rất nhỏ và nó không gây đủ gây ra triệu chứng. Nhưng một vài phần trăm trong cái số 5% đấy nó sẽ gì có những cái túi phình phát triển to hơn về sau này, và thậm chí nó dẫn đến chảy máu não rất nguy hiểm. Cho nên có những trường hợp mà đau đầu dai dẳng ở một vị trí, người ta đi chụp mạch não là vì thế, để gì, để tầm soát túi phình mạch não. À, như vậy là chúng ta đã đi vào các cái triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng rất điển quan trọng, rất điển hình để chẩn đoán đột quỵ não không hề khó. Nhưng để chẩn đoán phân biệt cũng không đơn giản chút nào. Tôi nói ví dụ chẩn đoán phân biệt với động kinh. Trong trường hợp mà bệnh nhân có đột quỵ não mà giai đoạn đầu bệnh nhân đột quỵ tổn thương ở vùng thùy thái dương, thùy trán, bệnh nhân rất dễ có những cơn động kinh mà chúng ta sẽ dễ nhầm với bệnh nhân này bị động kinh. Nhưng mà những bệnh nhân động kinh sau cơn động kinh cũng lại có cơn ngủ gà giống như là bị đột quỵ não. Và chính vì vậy chúng ta sẽ phải hỏi kỹ tiền sử, bên cạnh đó chúng ta dựa vào các cái kết quả cận lâm sàng để chúng ta chẩn đoán thêm. Thứ hai nữa là đau đầu migraine. Đau đầu migraine là đau một nửa đầu và rất hay gặp ở phụ nữ. Đây là một cái đau đầu mà chúng ta không chưa giải thích một cách rõ ràng nguyên nhân, chỉ biết rằng do co thắt mạch não, nhưng còn cái gì làm cho co thắt mạch não thì chúng ta chưa giải thích được, y học cũng chưa giải thích được hoàn toàn cái cơ chế của migraine này. Và những ai bị đau đầu migraine cũng rất khó chịu bởi vì nó cứ đeo bám dai dẳng, người ta sẽ phải dùng khá nhiều thuốc. Tiếp theo nữa là trạng thái rối loạn ý thức, ví dụ như lơ mơ hoặc là ngất xỉu, chúng ta sẽ phải chẩn đoán với ngất do những nguyên nhân khác nữa. Tiếp theo là hạ đường huyết. Chúng ta biết rồi, một bệnh nhân đang được điều trị đái tháo đường mà gì ạ, một ngày nào đó tự nhiên sáng ngủ dậy thấy bệnh nhân đã hôn mê một cách yên tĩnh, toàn thân mềm nhẽo, không hoàn toàn không còn cử động vận động gì cả, và bệnh nhân hôn mê rất sâu. Lúc đó chúng ta chẩn đoán là ủi hôn mê sâu quá rồi và tiên lượng rất rất là nặng, báo cho gia đình biết. Tuy nhiên nếu như chúng ta làm thêm một động tác nữa là chúng ta làm cái đường mao mạch cho bệnh nhân, mà chúng ta lại thấy gì ạ, thấy đường mao mạch quá thấp, chúng ta có quyền là để tiêm đường ưu trương hoặc là truyền đường ưu trương, và trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể biến bệnh nhân đang hôn mê rất sâu dần dần tỉnh lại, giống như là một liều thuốc tiên vậy. Nhưng với điều kiện là gì ạ, với điều kiện là bệnh nhân mới hạ đường huyết một vài giờ đồng hồ đầu tiên thôi. Còn nếu mà bệnh nhân lại để qua đêm rồi, sáng ra chúng ta mới phát hiện bệnh nhân hôn mê yên tĩnh qua giai đoạn, thở vẫn êm, mạch vẫn đều, nhịp tim vẫn bình thường, nhưng mà gì, bệnh nhân hôn mê rất sâu. Đôi khi chúng ta không cứu gì được nữa vì đã tổn thương não vĩnh viễn rồi. Vì các em biết rồi, ở cái slide mà cái hình mà cái tổ chức não nằm trong lòng bàn tay đó, chúng ta biết rằng là cái tế bào não nó cần đường để mức độ nào, và nó cũng chẳng có gì, chẳng có tích lũy gì cả. Cho nên nếu bệnh nhân hạ đường huyết là não sẽ bị tổn thương rất lớn. Và tế bào não là tế bào hết sức mong manh, nó bị tổn thương và nó không phục hồi. Và chúng ta biết tế bào não trong cơ thể là một loại tế bào hết sức đặc biệt, nó không sinh sôi nảy nở theo thời gian, mà gì, nó chỉ có thể chết theo chương trình. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ chú ý đến điều đó.
Một cái chẩn đoán phân biệt nữa là rối loạn bệnh não do rối loạn chuyển hóa. Tôi nói ví dụ như là hôn mê gan. Rõ ràng là cái lượng NH3 nó quá nhiều, nó có thể dẫn bệnh nhân đến tình trạng hôn mê. Chúng ta có thể nhầm với gì ạ? Nhầm với đột quỵ. Và trong những trường hợp như thế này, chúng ta sẽ phải kết hợp với cận lâm sàng như là chẩn đoán hình ảnh, như là xét nghiệm định lượng NH3, rồi thì chúng ta khám kỹ lâm sàng để chúng ta xem bệnh nhân có dấu hiệu thần kinh khu trú hay không để phân biệt. Tiếp theo nữa là dùng thuốc quá liều, mà nói cụ thể ở đây đó là những thứ thuốc an thần kinh hoặc những cả thuốc ma túy. Ngày xưa, cái thời ngày xưa thì người ta mua thuốc ngủ một cách rất dễ dàng, ví dụ như Celosan rồi thì Gardenan, người ta mua được một cách rất là dễ dàng. Đôi khi người ta vì quẫn trí mà người ta uống thuốc quá liều. Chúng ta gặp rất nhiều những tình huống đưa vào viện vì ngủ rất sâu, ngủ rất say và chúng ta chẩn đoán là hôn mê chưa rõ nguyên nhân. Thế nhưng mà gì ạ? Thế nhưng mà khi khai thác kỹ ra, hoặc là khi hỏi người nhà, hoặc thậm chí đôi khi người nhà cũng đã phát hiện được khi thấy các cái vỏ thuốc vẫn còn ở bên cạnh người bệnh, hoặc là khi mà khai thác ra thì bệnh nhân có mâu thuẫn hay có xích mích hay có buồn phiền hay có gì đó rối loạn tâm thần gì đó, thì bệnh nhân cũng có thể có nguy cơ. Và lúc đó nhiệm vụ của thầy thuốc là gì? Ngoài cái việc chụp CT scan xem có xuất huyết não, nhồi máu não hay không, thì chúng ta phải còn phải làm gì? Định lượng gì các cái thứ thuốc an thần kinh trong gì, trong máu, trong nước tiểu, trong dịch dạ dày. Rồi u hệ thống thần kinh cũng có thể gì, thể nhầm với đột quỵ vì bệnh nhân cũng có đau đầu, cũng có gì tê bì hoặc là liệt nửa người, nhưng mà khi chụp CT lên là một cái khối u của triệt não. Viêm não do herpes là một loại viêm não do virus, chúng ta đôi khi có thể gặp. Bệnh nhân 2-3 tuần trước có thể là sốt, rồi sau đó thì xuất hiện các cái nốt mụn phòng ở ở quanh môi, quanh mép, rồi thì sau đó lại thấy kêu đau đầu, nôn, và cuối cùng bệnh nhân lơ mơ vào viện trong tình trạng viêm não chụp MRI lên, đó là một cái viêm não. Thế thì đôi khi là do virus, chúng ta sẽ phải phân biệt với đột quỵ. Máu tụ dưới màng cứng, đây là một trong bệnh cảnh rất hay nhầm với đột quỵ ở trên lâm sàng. Chúng ta chú ý khai thác thật kỹ tiền sử. Giai đoạn trước đây, 1-2 tháng trước đây nữa chứ không phải gì. Có những bệnh nhân ngã cái thang mà 1 tháng sau mới có triệu chứng đau đầu, rồi buồn nôn, rồi tê tê bì nửa người. Và khi chụp CT lên thì là một cái máu tụ dưới màng cứng. Đây là một cái bệnh quảnh ngoại khoa, tức là máu nó chảy rỉ rả vào dưới màng cứng và dần dần nó chèn ép vào não. Và lúc đó thì người ta làm gì ạ? Người ta sẽ khoan 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 sọ để lấy cái khối máu tụ ra, bệnh nhân hoàn toàn trở về bình thường. Một số các cái bệnh lý chèn ép thần kinh ngoại biên, liệt đẩy ngoại biên, rồi chóng mặt tư thế lành tính kịch phát do gì, rối loạn tiền đình, chúng ta sẽ phải chẩn đoán phân biệt. Và thậm chí là có một số trường hợp rối loạn tâm thần, người ta cũng có những lúc đờ đẫn, không tiếp xúc, không gì, không đáp ứng với những các cái kích thích mà chúng ta tác động lên lên bệnh nhân. Đôi khi chúng ta cũng có thể nghi ngờ bệnh nhân có đột quỵ não hay không. Tuy nhiên trong những trường hợp như này, chúng ta hỏi kỹ tiền sử, chúng ta khám kỹ các cái dấu hiệu trên lâm sàng, cũng như là sử dụng các cái biện pháp cận lâm sàng để chúng ta phân biệt. Bây giờ chúng ta làm quen với một cái khái niệm nữa, đó là đột quỵ não thoáng qua hay tai biến mạch não thoáng qua hay cơn TIA. Định nghĩa là gì? Là giai đoạn ngắn dưới 1 giờ các cái rối loạn chức năng của não, triệu chứng lâm sàng điển hình nhưng không có tổn thương gì thì. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân xuất hiện các cái khiếm khuyết về mặt thần kinh cũng rất điển hình, như là tê yếu, hoặc là liệt nửa người, hoặc là liệt mặt, hoặc là nói khó, hoặc là gì ạ, thất ngôn, vân 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 vân. Nhưng trên phim thì không bao giờ có tổn thương, mà lúc nãy em sinh viên đã nói đúng cái trường hợp đó đấy. Và với điều kiện là cái giai đoạn này nó chỉ được dưới 1 giờ thôi, còn nếu nó trên 1 giờ chúng ta phải coi đấy là đột quỵ não, chứ không thể được coi là cơn thoáng thiếu máu não nữa. Về bản chất của nó thì cũng giống như nhồi máu não, về thái độ xử trí cũng giống như nhồi máu não, và đặc biệt quan trọng nhất là điều trị dự phòng. Vì sao vậy? Để lát nữa chúng ta sẽ làm quen với một vài các cái nghiên cứu, người ta cho thấy rằng cái nguy cơ nếu như mà chúng ta không điều trị phòng của cái cơn TIA. Đây là thang điểm Glasgow, chắc các em không lạ gì cái thang điểm này nữa.
cô chỉ nhắc lại, chúng ta sẽ dựa vào ba cái loại tiêu chí là đáp ứng vận động, đáp ứng lời nói và vận động và mở mắt. Với đáp ứng vận động thì chúng ta chấm thang điểm từ 1 đến 6, với đáp ứng lời nói chúng ta từ 1 đến 5 và mở mắt thì từ 1 đến 4. Nếu như bệnh nhân từ dưới 8 điểm thì chúng ta được bắt đầu chẩn đoán là hôn mê, 8 đến 7 thì hôn mê mức độ 1, 6 đến 5 hôn mê độ 2, 4 hôn mê độ 3 và 3 điểm hôn mê độ 4 là hôn mê sâu, hôn mê gì? Hôn mê quá giai đoạn rồi. Còn đây là một cái thang điểm nữa, thang điểm vô cùng quan trọng để làm gì? Để chúng ta đánh giá cái tổn thương thần kinh sau do đột quỵ gây ra. Người ta dựa vào rất nhiều tiêu chí như là ý thức này, đáp ứng với mệnh lệnh, trả lời câu hỏi này, đánh giá cái nhìn, cái chuyển động của mắt, cái thị trường xem có bán manh hay không, cử động của mặt như thế nào, vận động tay, vận động chân như thế nào, cái khả năng phối hợp vận động, điều hòa như thế nào và cảm giác như thế nào. Rồi thì ngôn ngữ của bệnh nhân ra làm sao, có lưu loát hay không và cái sự tập trung của bệnh nhân hay phân tán mất tập trung hay không. Để người ta chấm ra một cái thang điểm gọi là thang điểm NIST. Thang điểm này vô cùng ích lợi trong trường hợp mà người ta muốn gì ạ? Người ta muốn điều trị thuốc tiêu huyết khối. Nếu điểm NIST càng cao thì mức độ tổn thương thần kinh càng nặng nề. Và nếu điểm NIST quá cao, người ta cũng sẽ không dùng được tiêu huyết khối nữa mà người ta phải nghiên cứu đến lấy huyết khối bằng dụng cụ hóa giả. Thì đấy là ý nghĩa của thang điểm. Và cũng chính nhờ cái thang điểm này người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ theo dõi là sau khi dùng thuốc tiêu huyết khối thì bệnh nhân cải thiện được bao nhiêu so với lúc ban đầu. Thì người ta sẽ lại tùy cứ từng thời điểm một người ta lại chấm lại. Dựa vào các cái tiêu chí này người ta lại chấm lại. Ví dụ lúc trước người ta chấm NIST tận 18-20 điểm. Nhưng mà rồi sau đó sau khi dùng thuốc tiêu huyết khối NIST xuống còn 6 điểm rồi còn 4 điểm chẳng hạn. Thì lúc đó là bệnh nhân đáp ứng ngoạn mục với điều trị. Và các em dành ra một chút thời gian để chúng ta nhìn các cái cách mà người ta hỏi bệnh nhân, cái cách người ta cho điểm cho bệnh nhân để chấm thang điểm NIST này. Rồi, như lúc nãy cô đã nói với các em về nguy cơ đột quỵ gần ở bệnh nhân có TIA, tức là có cơn thoáng thiếu máu não, thì người ta dựa vào một số các cái tiêu chí như là tuổi, đái tháo đường có hay không, khoảng thời gian xuất hiện đột quỵ trên hay dưới 10 phút, giảm sức lực kèm đột quỵ hay không, có tổn thương lời nói kèm với đột quỵ hay không, và người ta chấm cho điểm như thế này. Và nếu như sau khi tổng hợp lại bệnh nhân không điểm thì tức là cái đột quỵ trong vòng, nguy cơ đột quỵ trong vòng 90 ngày là 0%. Nhưng nếu mà bệnh nhân nào mà chấm được đến tận 5 điểm thì cái nguy cơ đột quỵ tới 34%. Thì đây là cái thang điểm nguy cơ đột quỵ gần ở bệnh nhân có cơn TIA. Cũng giống như vậy, người ta thang điểm dự báo đột quỵ lớn hoặc là tử vong ở bệnh nhân có cơn TIA. Người ta dựa vào tuổi, đái tháo đường, tăng huyết áp, khả năng hiện tại, bệnh mạch vành. Thế nếu mà từ 0 đến 2 thì gọi là nhóm nguy cơ thấp thì kết quả bất lợi trong 2 năm chỉ 3% thôi. Nhưng mà kết quả từ 7 đến 10, 11 thì gọi là nhóm nguy cơ cao và kết quả bất lợi trong 2 năm là 48%. Thế tất cả những cái thang điểm này nó có hết trong một cái phần file mềm gọi là các cái thang điểm sử dụng trong đột quỵ. Các em sẽ được làm quen rất nhiều khi mà các em đi lâm sàng. Và cuối cùng thì sau khi mà được chẩn đoán đột quỵ rồi thì chúng ta xử trí đột quỵ não ra làm sao? Sẽ bao gồm các bước như thế này. Đây là một cái chiến lược xử trí đột quỵ bao gồm xử trí cấp cứu ban đầu, xử trí tại trung tâm đột quỵ, sử dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại và tầm soát yếu tố nguy cơ, điều trị dự phòng đột quỵ, cuối cùng là quản lý bệnh nhân đột quỵ. Cô sẽ giải thích từng ý một. Xử trí cấp cứu ban đầu để làm gì? Chúng ta cố gắng làm sao phát hiện thật sớm đột quỵ. Cũng như vậy, chúng ta cố gắng làm sao mà cứu bệnh nhân khỏi những các cái vấn đề nguy kịch
tức là những các cái dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân phải được đảm bảo cho đến khi bệnh nhân được tiếp cận với y tế. Và tại trung tâm đột quỵ, chúng ta sẽ kết hợp các biện pháp mà không thể thiếu được một biện pháp nào, đó là điều trị, chăm sóc, dinh dưỡng, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Thiếu một trong những các cái khâu này, chúng ta đều không thành công trong điều trị đột quỵ. Và rõ ràng là trung tâm đột quỵ, theo cái thông tư của Bộ Y tế là phải giải quyết được cái vấn những vấn đề như thế này. Và cuối cùng là phải quản lý được bệnh nhân đột quỵ. Vậy thì các cái kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, chúng ta làm được gì? Đối với xuất huyết não, chúng ta không có nhiều các cái kỹ thuật tiên tiến, ngoại trừ cái việc phẫu thuật gì, giảm áp lực nội sọ, hoặc là gì ạ, phẫu thuật để gì ạ? Để lấy cái huyết khối mà nó làm bít tắc cái dẫn lưu não thất, hoặc là người ta dẫn lưu não thất ra ngoài. Nhưng và đối với nhồi máu não thì rất nhiều những các cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật đem đến một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên là cứu những bệnh nhân đột quỵ, không những là gì người ta khỏi tử vong mà thậm chí là giảm thiểu tối đa cái việc người ta bị tàn phế. Thì đấy là các biện pháp như là tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Có nghĩa là gì ạ? Người ta đã nghiên cứu ra một cái loại thuốc mà khi tiêm vào cơ thể của chúng ta, khi truyền vào cái đường tĩnh mạch của chúng ta sẽ làm cái cục máu đông ở trên cái chỗ gây tắc mạch não đấy, nó sẽ tiêu đi. Và khi nó tiêu đi thì mạch máu đó được tái thông. Thời gian phải sử dụng trong thời gian vàng để còn cứu được. Còn quá thời gian vàng chúng ta cũng không sử dụng thuốc tiêu huyết khối làm gì được cả. Và khi mà sử dụng thuốc tiêu huyết khối vì là một thuốc sử dụng bằng đường tĩnh mạch toàn thân, do vậy mà lợi ích và nguy cơ chúng ta sẽ luôn luôn phải cân nhắc. Nó bao gồm gì? Nó bao gồm có rất nhiều cái chỉ định và chống chỉ định. Chỉ định thì chỉ có mấy chỉ định, nhưng chống chỉ định có tới 20 mấy chống chỉ định. Nếu bệnh nhân nào vi phạm chỉ một trong những các cái chống chỉ định đấy, bệnh nhân không được dùng thuốc tiêu huyết khối này, bởi lẽ là cái nguy cơ nó sẽ lớn hơn. Tiếp theo là người ta có thể lấy huyết khối, tiêu huyết khối đường động mạch. Có nghĩa là gì? Trong lúc mà chụp mạch não, người ta bơm lên thuốc cản quang, người ta đã phát hiện chỗ tắc, người ta sẽ lấy một lượng nhỏ thuốc tiêu huyết khối, đưa vào đúng cái chỗ có cục huyết khối tắc đó, người ta bơm tại chỗ với một lượng rất nhỏ. Để làm gì? Để làm tiêu cái cục huyết khối đó đi. Và khi các cái biện pháp này mà lại không được sử dụng, hoặc sử dụng rồi mà vẫn thất bại, người ta có thể lấy huyết khối bằng dụng cụ qua da. Lát nữa chúng ta sẽ được nhìn hình ảnh chi tiết. Rồi cuối cùng là các biện pháp phẫu thuật để giảm áp cho sọ não, cũng như là gì ạ? Giờ chúng ta phải có gì? Có cái thái độ để mà tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ cho người bệnh. Ví dụ chúng ta thấy một bệnh nhân có tăng huyết áp, ví dụ chúng ta thấy một bệnh nhân có đái tháo đường, có rối loạn chuyển hóa lipid, có hút thuốc lá, chúng ta phải báo cho họ rằng họ có nguy cơ đột quỵ đấy, để mà gì, chúng ta hướng dẫn họ điều trị như là dự phòng đột quỵ. Và cuối cùng, những bệnh nhân đã từng bị đột quỵ não rồi, người ta ra viện, người ta cũng vẫn cứ phải được gì quản lý bởi đơn vị quản lý đột quỵ, giống như những bệnh nhân mà được quản lý hen, COPD, quản lý đái tháo đường, thì bệnh nhân đột quỵ cũng vậy, bởi lẽ người ta không chỉ bị đột quỵ một lần. Và nếu như người ta được quản lý tốt, người ta điều trị các bệnh nền tốt, kèm theo điều trị dự phòng tốt, thì người ta sẽ giảm cái nguy cơ đột quỵ tái phát. Thì đấy là ý nghĩa của cái chiến lược xử trí đột quỵ này. Xử trí ban đầu, chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở oxy để duy trì làm sao SpO2 trên 95%. Chúng ta biết rồi, nếu SpO2 thấp thì đồng nghĩa với việc cái vùng tranh tối tranh sáng đấy, nó đã đang dở sống dở chết đấy, nó sẽ chết thêm hơn nếu chúng ta không cung cấp oxy một cách đầy đủ cho cái vùng đó. Tư thế bệnh nhân thì được phải đặt ở tư thế an toàn, tránh bị hít sặc. Thường những bệnh nhân bị đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ não mà thể xuất huyết não, ở giai đoạn đầu bệnh nhân rất hay bị buồn nôn và nôn. Sau đó thì bệnh nhân hít phải chính cái dịch vị của mình, và có những bệnh nhân đã ngưng thở do hít sặc. Chính vì vậy chúng ta phải để bệnh nhân tư thế an toàn. Và nếu bệnh nhân hôn mê sâu, thở nhanh, ứ đọng đờm, giảm SpO2 thì chúng ta phải đặt ống nội khí quản để bảo vệ đường thở cho bệnh nhân. Đây là một trong những cách mà nếu như bệnh
Nội khí quản là ống để bảo vệ đường thở cho bệnh nhân rất tốt. Chúng ta nằm để bệnh nhân nằm đầu cao, còn nếu như ở những bệnh nhân mà huyết áp mà tụt xuống, chúng ta lại phải nâng huyết áp lên bằng gì? Nằm đầu bằng xuống và truyền muối, truyền dung dịch là làm cho huyết áp được nâng lên và kiểm soát huyết áp theo cái hướng dẫn tiếp theo đây. Xử trí tiếp theo chúng ta làm gì? Khám lâm sàng nhanh, xác định xem bệnh nhân có đột quỵ hay không. Và chúng ta nhớ là chuyển bệnh viện gần nhất có khả năng chụp CT scan hoặc chụp MRI. Đặc biệt là chụp CT scan. Chúng ta nhớ cho là CT scan chính là điều kiện tiên quyết để quyết định xem bệnh nhân đấy có được dùng tiêu huyết khối hay không. Nếu ngay đầu tiên chúng ta chụp thấy xuất huyết não thì thôi, chúng ta tiếp tục điều trị nội khoa hoặc là các cái can thiệp phẫu thuật. Nhưng mà nếu mà nhồi máu não, loại trừ xuất huyết não thì chúng ta sẽ phải khởi động cái dây chuyền điều trị đột quỵ để cái hệ thống đó nó phát huy tác dụng ngay lập tức. Và nhớ là chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế có đơn vị đột quỵ để bệnh nhân được chuyên được điều trị một cách chuyên môn hóa cao. Xử trí tiếp theo sẽ tại đơn vị đột quỵ. Hiện nay những vấn đề cập nhật trong cái xử trí đột quỵ não, chúng ta nhớ rằng kiểm soát huyết áp tối ưu là vô cùng quan trọng. Nếu như trước đây với cái kiến thức nền của chúng ta từ ngày xưa, chúng ta cứ thấy huyết áp cao là cho dù là xuất huyết não hay là nhồi máu não, chúng ta cũng đều đánh tụt huyết áp xuống. Nhưng bây giờ thì không như thế. Chúng ta sẽ kiểm soát huyết áp tối ưu. Tối ưu là như thế nào? Lát nữa các em sẽ được biết. Tiếp tục là gì? Điều trị kháng đông. Ngày nay người ta đã thấy những bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ, người ta đã điều trị kháng đông để làm sao ngăn ngừa đột quỵ. Dùng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch như lúc nãy cô đã nói. Can thiệp lấy huyết khối đường động mạch và phẫu thuật giảm áp. Đấy là những các cái vấn đề cập nhật mà y học hiện đại đã đáp ứng được để điều trị bệnh nhân. Vậy kiểm soát huyết áp tối ưu là gì? Đối với trường hợp xuất huyết não thì chúng ta duy trì huyết áp tâm thu từ 120 đến 150 mm thủy ngân, huyết áp trung bình từ 100-120 mm thủy ngân trong 12 đến 24 giờ đầu. Sau đó chúng ta mới kiểm soát huyết áp thấp hơn một chút nữa. Nhưng với nhồi máu não, em lưu ý đây. Huyết áp tâm thu nếu nó dưới 180/100 thì chúng ta không xử trí. Trừ khi có nhồi máu cơ tim, có phù phổi cấp, có bóc tách động mạch chủ hoặc bệnh não do tăng huyết áp. Còn huyết áp tâm thu từ 180/100 đến 210/101 đến 120 thì chúng ta dùng thuốc uống ưu tiên cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Còn huyết áp nếu trên 220/120 thì chúng ta mới dùng thuốc truyền để giảm huyết áp, gọi đây gọi là hạ huyết áp chỉ huy. Trong trường hợp đó chúng ta phải truyền thuốc để hạ huyết áp. Như vậy giữa nhồi máu não và xuất huyết não, cái đích huyết áp để điều trị hoàn toàn khác hẳn nhau và chúng ta nhớ cho. Nhưng mà nói đến đây thì các em sẽ có một cái thắc mắc là tại sao với nhồi máu não chúng ta lại duy trì huyết áp cao ở những giờ đầu như vậy mà chúng ta không đánh hạ huyết áp thấp xuống? Có ai có thể giải thích cho cô được vấn đề này không? Alo. Đã gọi lại, chị đang làm bài. Alo, em nói lại để cô vừa mới bận một chút. Em nói lại đi. Bệnh nhân tự làm gì? Nó không liên quan gì đến cái đẩy được khối máu đông. Một khi máu đông đã hình thành trên nền một cái xơ vữa mạch nó đã hẹp sẵn rồi. Em nhớ lại hình ảnh ban đầu. Rất ít khi tự nhiên hoặc là nhiều khi thì nó văng từ tim lên. Thế nhưng mà đa số là gì? Đa số là nó gì? Nó hình thành trên nền có tảng xơ vữa. Thì các em sẽ nhìn thấy ở đây. Đây này, tảng xơ vữa như thế này rồi máu đông hình thành. Mà khi nó đã hình thành như này khó mà có thể với áp lực dòng máu nó văng đi được. Bởi vì nếu áp lực dòng máu văng đi được thì nó đã văng đi rồi chứ. Tại sao nó vẫn tồn tại? Đó. Thì đấy không phải là lý do. Có ai nghĩ ra lý do khác nữa không? Vì sao mà trên bệnh nhân mà xuất nhồi máu não lại chúng ta lại phải để huyết áp cao cao lên như vậy? Thế cô à, để bởi vì những bệnh nhân bị nhồi máu não thì người ta đã bị thiếu máu rồi thì chúng ta phải để các cái huyết áp nó phải cao như thế để tăng cường máu lên não.
Tăng cường để chúng ta tác động vào cái vùng nào vậy em? Đến vùng bị đến cái vùng xung quanh vùng nhồi máu ạ. Nó thông qua vòng nối đấy. Đó là vùng tranh tối tranh tranh sáng, một cái vùng mà nó đang có nguy cơ, nó đã đang thiếu máu rồi, thiếu lưu lượng máu đến rồi mà chúng ta lại đánh tụt huyết áp xuống, có nghĩa là lưu lượng máu nó sẽ còn thấp hơn như thế. Chính vì vậy mà cái vùng đó nó sẽ có nguy cơ lại tổn thương lan rộng hơn, cái lõi thiếu máu nó sẽ lại lan rộng thêm ra. Chính vì vậy chúng ta phải duy trì ở huyết áp cao, bởi vì là áp lực tới máu não sẽ bằng huyết áp trung bình trừ đi áp lực nội sọ. Em nhớ cho cô, áp lực tới máu não bằng huyết áp trung bình trừ đi áp lực nội sọ. Cho nên chúng ta phải duy trì cái huyết áp trung bình khá là cao một chút để gì, nó thắng được cái áp lực nội sọ, để nó có áp lực tưới vào cái chỗ vùng mà đã đang dở sống dở chết kia, để làm sao chúng ta hòng là cứu được và duy trì được cái cung cấp máu đến nơi thì mới có oxy, mới có gì, mới có glucose. Đó, thế cho nên chúng ta nhớ cho. Thế còn một số tình huống trong trường hợp tụt huyết áp thì hiếm gặp thôi, nhưng nếu có tụt huyết áp chúng ta phải truyền vận mạch, thậm chí truyền muối, thậm chí là phải nâng huyết áp lên, bởi vì cũng là cái cơ chế như ở trên cô đã nói. Điều trị khác, chúng ta nhớ rằng đường máu là một trong những thứ chúng ta phải kiểm soát thật là tốt. Để cao quá cũng không được, vì bệnh nhân dễ rơi vào các cái loại hôn mê tăng áp lực thẩm thấu hoặc là hôn mê toan xê tôn. Nhưng nếu chúng ta hạ đường máu xuống lại làm việc hết sức nguy hiểm cho những bệnh nhân nhồi máu não. Bởi lẽ là gì? Những cái vùng tranh tối tranh sáng nó đã đang bị thiếu cung cấp rồi, mà chúng ta lại hạ đường máu xuống thấp quá, lại càng nguy cơ. Kiểm soát nhiệt độ cũng vậy, giảm đau trong suốt huyết não vô cùng quan trọng, vì bệnh nhân có an thần thì huyết áp mới ổn. Và nếu bệnh nhân có đau nhiều, chúng ta bắt buộc phải giảm đau thỏa đáng. Chống phù não, đương nhiên rồi, các em biết là bệnh nhân sẽ có cái giai đoạn phù não và chúng ta buộc lòng phải chống phù não cho bệnh nhân. Về mặt dinh dưỡng, có một cái thang điểm dùng trong đột quỵ, đó là thang điểm Gust, là một loại thang điểm để đánh giá khả năng nuốt của bệnh nhân, và ứng với hút bao nhiêu thì bệnh nhân được ăn đồ lỏng, hút bao nhiêu bệnh nhân được ăn đồ sệt, hút bao nhiêu bệnh nhân được ăn đồ đặc, thì chúng ta sẽ dựa vào cái thang điểm Gust này. Đây là thang điểm rất hay và đi lâm sàng các em sẽ làm quen. Chúng ta cũng đảm bảo hemoglobin trên 100 gram decilit, vì chúng ta biết rồi, hemoglobin để nó vận chuyển oxy. Trong trường hợp mà đã cái vùng nó đã thiếu rồi, chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng là chất lượng của máu nó phải tốt để mà nó vận chuyển oxy tốt hơn. Ngoài ra chúng ta nhớ điều trị biến chứng của đột quỵ là nhiễm khuẩn và lét. Lét do tỳ đè là một trong những bệnh cảnh hết sức là nan giải trong những trường hợp bệnh nhân đột quỵ não, vì bệnh nhân liệt nằm một chỗ, và đặc biệt những người mà có cân nặng nhiều. Có những người thì rất dễ chăm sóc thôi, bởi vì họ cân nặng nhẹ thôi, 50-60 cân, nhưng cũng có những người cả một cái khối người khổng lồ, một cái khối thịt khổng lồ, mà khi đã liệt họ nằm, họ rất là thiếu cái sự vận động được, bởi vì là riêng cái cân nặng của người ta đã làm hạn chế cái sự vận động rồi. Thì những người đó rất nhanh dẫn đến lét do tỳ đè. Các cái vùng mà tỳ đè ở thân người lên trên cái giường, các cái vùng đó thiếu mạch máu đến nuôi dưỡng, rất dễ bị lét, rồi bị nhiễm khuẩn. Và khâu cuối cùng đó là tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Bao giờ thì tập? Ngay trong những ngày đầu tiên nếu bệnh nhân đột quỵ nhẹ. Còn những bệnh nhân đột quỵ não quá nặng thì chúng ta qua giai đoạn cấp cứu, bệnh nhân duy trì được các chức năng ổn thì chúng ta tiếp tục tập vật lý trị liệu. Ngoài ra chúng ta sẽ dùng các thuốc chống đông, chống tập tiểu cầu tùy từng trường hợp để mà chúng ta phòng ngừa cái đột quỵ do thuyên tắc từ tim lên trên não, hoặc là phòng hình thành huyết khối ở trên, hình thành cục máu đông ở trên não. Đó, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái giải pháp như là dùng aspirin, dùng clopidogrel, dùng kháng đông đường tiêm, dùng kháng đông đường uống, dùng kháng đông đường uống thế hệ mới, rất nhiều. Và tiêu huyết khối đường tĩnh mạch là làm gì? Làm đánh tan cái cục máu đông đi. Nó chính là chất hoạt hóa plasminogen tái tổ hợp mô, làm kích hoạt plasmin, làm tan huyết khối. Và cái tên thuốc của nó là Actelys, mà hoạt chất của nó là Anteplas. Đây là một cái phát minh rất mới và nó làm thay đổi toàn bộ cái bộ mặt điều trị đột quỵ của chúng ta. Alo? Alo?
của nó là gì? Cải thiện thêm ít nhất 13% bệnh nhân trở về trạng thái không tàn tật hoặc là tàn tật tối thiểu. Như vậy là chúng ta thấy hết sức là ngoạn mục, đúng không? Đây, Actili nó sẽ tác động vào đây. Nó tác động, nó đánh tan cái cục máu đông này đi để nó lại làm tái thông cái mạch máu trở lại. Và sau khi tái thông rồi, người ta sẽ phải dùng các cái thuốc như là kết hợp giữa hai loại là aspirin hoặc là clopidogrel kết hợp với một cái nhóm simvastatin để làm cho cái thành mạch sơ vữa này nó ngăn ngừa cái hiện tượng nó kết tập cái cục máu đông ở tại đây. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải có cái điều trị dự phòng. Còn đây là can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ đây. Các em hình dung là sẽ đưa một cái dụng cụ qua một cái động mạch ở chỗ đùi, xong đưa lên đến tận mạch não. Và đây dụng cụ này gọi là solitaire đây. Có rất nhiều loại dụng cụ nhưng đây là cái hình của cái solitaire. Solitaire này nó đưa cái dọ này lên qua cái chỗ của cục máu đông, nó cuốn cái cục máu đông vào và lôi nó ra ngoài. Thì đây là một trong những các cái kỹ thuật hết sức là ngoạn mục và cứu được rất nhiều bệnh nhân. Còn đây là hình ảnh gì các em biết không? Cô chụp đây là của một cái người phụ nữ, người nước ngoài, người ta sang thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, sang công tác và người ta bị đột quỵ não. Ngay những giờ phút đầu của đột quỵ, người ta không được cấp cứu, không được phát hiện sớm để mà điều trị tiêu huyết khối. Và sau đó thì đến ngày thứ hai, thứ ba, người ta bắt đầu đi vào hôn mê rất sâu. Hôn mê rất sâu, chụp CT sọ não lên thấy dấu hiệu của phù não rất nặng nề rồi. Bác sĩ ngay lập tức đưa bệnh nhân lên phòng mổ nhằm gì ạ? Nhằm mở một cái mảnh sọ này ra. Các em thấy chỗ này khuyết hẳn một mảnh sọ. Đấy, để làm gì? Để giải phóng cái chỗ này. Thì các em thấy ngay sau khi mở mảnh sọ ra, cái não nó lồi ra ngoài như thế này. Thế thì làm gì mà nó không gây tăng áp lực nội sọ? Cho nên trong trường hợp này người ta để làm gì? Giảm bớt cái áp lực nội sọ. Xong dần dần thì não nó hết phù rồi, người ta sẽ lại gì? Người ta lại này. Thì nếu như may mắn mà bệnh nhân sống sót được thì bệnh nhân sẽ được cấy lại mảnh sọ. Tuy nhiên đây chỉ là phẫu thuật gì mang tính gọi là cứu mạng thôi. Còn cái tỷ lệ tàn phế không thay đổi được bởi vì lúc này tế bào não nó đã chết rồi. Còn xuất huyết não thì ngày nay chúng ta làm được những việc gì? Chống phù não, chống tăng áp lực nội sọ, phẫu thuật lấy khối máu tụ, phẫu thuật dẫn lưu dịch não tụy, phẫu thuật túi phình mạch não hoặc là đặt còi. Thì đây, các em nhìn thấy đây là hình ảnh của cái túi phình mạch não. Nếu như lý tưởng ra chúng ta phát hiện trước khi nó bị vỡ, chúng ta sẽ cả giải quyết cái túi phình này bằng gì? Bằng cái ống thông, người ta sẽ đưa cũng luồn qua da từ động mạch ngoại viên vào đến đây, đưa các cái lò xo kim loại thả nó vào trong cái túi phình này gọi là thả coi. Và khi thả các cái lò xo kim loại, nó chính là những các cái dị vật làm cho kích hoạt cái gì, cái cơ chế cầm máu ở đây, cái cơ chế đông máu ở đây ngay lập tức. Và toàn bộ cái túi phình này tạo thành một cái cục máu đông. Như vậy là cục máu đông này nó sẽ loại ra khỏi cái đường đi của cái hệ thống mạch máu này. Bởi lẽ là đây cục máu đông trên dòng máu không thể xối vào làm vỡ cái thành mạch ở chỗ túi phình này ra nữa. Còn khi mà nó không thể thả coi được thì người ta còn một giải pháp nữa, đó là gì? Kẹp clip. Đó, người ta sẽ mở sọ ra, mở cái chỗ đó ra, bộc lộ cái túi phình, rồi người ta dùng cái kẹp clip, người ta kẹp lại. Thì đấy là các giải pháp để mà người ta điều trị. Hoặc là người ta có thể đặt cái stent, làm cái giá đỡ vào đây để làm đỡ xung yếu cái dòng chảy, nó không xối mạnh vào cái túi phình này nữa trong quá trình chờ đợi để phẫu thuật cái túi phình này. Hoặc thậm chí là phải đặt cả bóng chèn để giảm cái áp lực vào cái túi phình này. Đó. Thì đấy là những các cái giải pháp mà để điều trị đột quỵ nhồi máu não cũng như là đột quỵ xuất huyết não. Đấy là toàn bộ cái bài giảng về đột quỵ, cấp cứu đột quỵ và các giải pháp điều trị đột quỵ cũng như là các biện pháp cập nhật mới nhất trong điều trị đột quỵ. Thì cô xin dừng cái bài giảng này ở đây. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao bây giờ là 15 giờ 5 phút.